Chào các bạn, đây là cái sản phẩm Xiaomi của dòng điện thoại, và hôm nay mình nhận được một cái em điện thoại này và nó đang bị treo logo này, và mình sẽ sử dụng hết tất cả mọi thủ đoạn để làm cho em này nó khởi động lại bình thường. Thì đây là cái dòng sản phẩm Xiaomi, mình không biết modem của nó là 2014-215. Đây là của Xiaomi, của Made in China. Đấy, bây giờ mình sẽ tắt máy. Đấy, tắt máy xem nó có tắt máy hay không, thì hay là nó vẫn khởi động. Ok, tắt máy, và bây giờ mình sẽ vào chế độ Recall Remote và nhấn phím nguồn và phím tăng âm lượng để xem mà nó thế nào. Ok, nó đã nhảy logo 2 lần thì có khả năng nó sẽ vào được chế độ Recall. Rồi ok, nó đã vào được chế độ Recall trong cái rủi có các may, thì em nó khởi động lại và có biểu tượng là một cái chú thỏ không giống thỏ, mà nó chú thỏ đang ngồi trước con robot này, nhìn nó rất là hay. Và đây là cái chế độ giao diện Recall, ở dưới này sẽ là cái vision các thứ của nó, chú ý ở cái dòng trên này thôi. Đây là cái CVKM Recall Vision của nó là 6.0.5.0. Thì các bạn xem ở đây này, nó có các dòng này: Reboot System Now, ở dưới là in tồn từ cái file zip cài đặt. Tiếp theo là các bạn sẽ phát Reset VP Data, ở dưới này các bạn sẽ VP Capture, được chưa? Nghĩa là VP cái partition là cái phân vùng chạy của các bạn ấy. Còn ở dưới này là các backup and restore. Còn ở dưới này các bạn sẽ mount đến một cái ổ cứng của các bạn, hoặc là ổ cái ổ đĩa, ổ thẻ nhớ của bạn. Ở dưới cái phần advanced này thì sẽ là cái chức năng nâng cao. Còn ở factory set các bạn sẽ bấm vào này. Đấy, sau đó các bạn bấm giữ yết trên tồn. Đấy. Rồi ok. VP các đấy, sau đó các bạn sẽ yết hai cái dòng này. Được chưa? Nó đã chạy thành công complete nhỉ. Và bây giờ các bạn sẽ khởi động lại, sau đó các bạn bấm yết system device. Đấy, đây là cái chế độ reset vào trong cái chế độ recall của máy đó. Máy của chúng ta sẽ khởi động lại và xem nó thế nào. Đấy, đến bước này là chúng ta đã thành công và xử lý xong cái lỗi mà format reset lại máy. Được chưa? Đấy, nó chạy cái này nó sẽ ok, và nó sẽ là chuẩn bị khởi động thành công.